Nướng gần chín nghe anh em. Anh em nhìn mình ốp cái này là xá xíu nè, nãy ghé chợ mua bịch xá xíu. Ốp một cái tới tan làng bán ngang luôn. Cu nhí nè, chào chảo này, tu hú nè, con tu hú nè, tơ nè, hú tơ xé cái vỏ nó ra nghe anh em nhìn. Nó ngon cỡ này thật chịu nổi. Mấy anh em mình lâu lâu làm được lần giải ngoại đói hết trơn rồi, ai cũng đói hết trơn rồi. Thấy cái này nướng ngon quá, quay cho anh em coi. Thấy không? Sướng không? Nhìn cái này ăn sao chịu nổi. Tới luôn em ơi.